Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ở kính thưa cộng đoàn, ở giờ đây chúng ta chỉ còn một vài giây phút nữa, thi hài của cụ Maria sẽ được gửi vào trong lòng đất mẹ, nơi đất thánh ở đây để chờ ngày phục sinh. Chúng ta đã cầu nguyện cho cụ từ khi cụ được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cụ nữa, bởi vì lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta có một sức mạnh độc chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa, và chắc chắn Thiên Chúa của tình thương, Ngài sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm thiếu sót của cụ Maria, và Ngài sẽ cho cụ được vào nước trời. Để được như vậy, chúng ta hãy sốt sắng để chúng ta cử hành nghi thức sau cùng cho cụ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi ăn nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thanh hoa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất tân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa là cụ Maria. Chúa đã cho yên nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đời thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi cụ Maria ra khỏi cõi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta gửi thân xác cụ cho lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng nắng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng cụ Maria của chúng ta đây cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác cụ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống này và là sự sống.
ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin vào ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Trong tâm tình chúng ta đang thương nhớ linh hồn cụ Maria, chúng ta hãy phó dâng và cầu xin cho cụ sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, Chúa đã thương Nazareth chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người châu biết tông ngôi, xin thương đưa cụ Maria của chúng con đây về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho cụ Maria chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh, xin thương nhận cụ vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng cụ Maria chúng con trong tiệc mình và máu thánh Chúa, xin thương nhận cụ vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ cụ Maria, xin Chúa thương nâng đỡ chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con đã tín hữu thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn của Maria được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn hai linh. À, xin mời những người có trách nhiệm và chúng ta bắt đầu di quan thi hài của cụ vào trong nơi mà chúng ta chuẩn bị cho cụ để gửi thân xác cụ nơi đất thánh này. Lạy Chúa, con. Con cùng tất cả anh em con cháu
Xin chân thành cảm ơn cha và cảm ơn quý thầy, quý cô, quý ông bà cùng toàn thể trong nội ngoại anh em chúng con. Xin chân thành cảm ơn, mời cha cùng tất cả các ban ngành đoàn hội về với gia đình anh em chúng con, mẹ con. Đầu tiên con xin chân thành cảm ơn. Chúng ta đi quan đến phần mộ những người ông chấp điều nội ngoại. Chúng ta bắt đầu